Đà Nẵng sẽ bất kiểm soát điều trị nếu không kiềm chế tốc độ tăng F0. Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu thực tế như trên khi số ca nhiễm trong ngày vượt qua con số 200 và thành phố đang điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân COVID-19. Trung tâm Y tế Hòa Vang hiện đang điều trị hơn 300 bệnh nhân. Ông Quảng cho hay hiện số ca F0 đang điều trị tăng cao hơn 2.000 người. Trong đó có 3 nhóm bệnh nhân cần đặc biệt lưu ý gồm những người béo phì có nguy cơ tử vong rất cao, trẻ em, Hiện có hơn 300 trẻ em đã bị nhiễm, phụ nữ mang thai hiện cũng tăng cao, gây nhiều áp lực cho ngành y tế, ngành y tế thành phố hiện vẫn đáp ứng đủ năng lực để điều trị tất cả các bệnh nhân cũng như ba nhóm kể trên. Tuy nhiên nếu không kiềm chế tốc độ gia tăng của F0 thì sẽ mất kiểm soát khả năng điều trị, nếu mất kiểm soát sẽ khủng hoảng, bởi điều trị tập trung điều kiện y tế tốt hơn, còn để F0 ở nhà thì sự phức tạp, khả năng lây lan sẽ không thể nào kiểm soát được, vì vậy phải quyết quyết tâm kìm hãm sự lây lan không để ép không gia tăng, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh nền, trẻ em, phụ nữ mang thai. Đây cũng là yêu cầu và mục tiêu của thành phố, Bí Thư nhấn mạnh. Bí Thư thành ủy đặc biệt lưu ý các địa phương không để ép không lây lan trong các kiệt hẻm. Địa phương phải tổ chức lập các chốt nhỏ trong các ngõ hẻm, bố trí lực lượng công an, quân đội đến kiểm soát, tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lắp đặt camera, xét nghiệm toàn bộ người dân người khu vực này. Trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 8, Đà Nẵng tiếp tục xét nghiệm diện rộng để tiếp tục phát hiện để đưa f không ra khỏi cộng đồng. Hiện tại, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị 91 bệnh nhân. Trung tâm Y tế Hòa Vang 321 bệnh nhân, Bệnh viện Giả Chiến tại Ký Túc Xá phía Tây 1.597 bệnh nhân. Như tiền phong thông tin, ngày 27 tháng 8, Đà Nẵng ghi nhận 202 ca mắc COVID-19, cao nhất từ trước đến nay. Các ca bệnh tập trung tại các điểm nóng, các khu vực vùng đỏ. Đáng chú ý, Tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê có 48 ca mắc nằm ở các kiệt hẻm trên trục đường Trần Cao Vân. Cụ thể, tại ca 158 có 11 ca, ca 246 có 10 ca, ca 260 có 10 ca, ca 244 có 5 ca, ca 254. Số ca nhiễm được phát hiện qua việc lấy mẫu xét nghiệm 100% người dân trong các vùng này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.